xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer với dung tích 400ml giúp cung cấp độ ẩm nhanh chóng và hiệu quả. Nhờ vậy vấn đề da nhờn hay da khô được kiểm soát hiệu quả. Lớp xịt khoáng còn hỗ trợ giữ cho lớp make up bền đẹp hơn. Tổng quan về xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer: bổ sung 10-20% độ ẩm cho da, hỗ trợ cung cấp độ ẩm và kiềm dầu, tạo ra màng bảo vệ cho lớp make up, ổn định làn da, ngăn chặn tác động của môi trường phá hoại lớp make-up, giữ cho làn da luôn mềm mại. Nguồn gốc xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Evernudum, thuộc sở hữu của công ty C2G. Evernudum khi khởi đầu là một doanh nghiệp Pháp cung cấp các sản phẩm chăm sóc tóc, nhưng hiện nay Evernudum đã phát triển được hàng trăm dòng sản phẩm chăm sóc da và trang điểm, trong đó có xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer. Nhìn chung, đây là một thương hiệu bình dân, giá cả sản phẩm thân thiện với cả người Pháp và người Việt Nam. Hiện nay, các sản phẩm của Evernudum tương đối nổi tiếng tại Việt Nam. Không chỉ có hàng xách tay mà bạn có thể tìm mua hàng nhập khẩu chính ngạch tại hệ thống cửa hàng mỹ phẩm Guardian, siêu thị Go Việt Nam. Cấp mát đánh giá xịt khoáng pháp Evernudum. Một bao bì. Bao bì của sản phẩm là dạng chai xịt kim loại. Chai có màu sắc trắng thanh thoát. Trên nhãn chai có thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng. Sản phẩm cầm đứt vừa tay, vòi xịt thông thoáng, nắp chai xịt dễ dàng đậy kín. Chỉ với một lần xịt, bạn có thể cung cấp độ ẩm cần thiết cho toàn khuôn mặt. Hai thành phần. Xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer được tạo ra từ hai thành phần đơn giản là nước tinh khiết và tinh chất nitrogen. Do vậy không chứa paraben hay chất độc hại cho làn da. Ba công dụng đa dạng: cung cấp độ ẩm trong môi trường có độ ẩm thấp như phòng máy lạnh, cung cấp nước cho làn da trong điều kiện thời tiết oi bức, cấp nước ngay lập tức cho làn da sau khi phải vận động mạnh, ra mồ hôi nhiều, kịp thời cấp nước cho làn da cháy nắng. 4. Đặc điểm của sản phẩm. Sản phẩm có khả năng cung cấp độ ẩm cho làn da trong suốt 2 đến 3 tiếng. Vì vậy bạn có thể xịt bổ sung khi thấy làn da bị khô. Xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer có thể thay thế kem dưỡng ẩm truyền thống, hỗ trợ khóa ẩm tuyệt vời. Là phương pháp cấp ẩm thân thiện, không cần sử dụng các kỹ thuật xâm lấn phức tạp như lăn kim vẫn có thể sở hữu làn da căng mịn. Sản phẩm là cứu cánh cho da khô, là lựa chọn hàng đầu cho da nhạy cảm. Cách sử dụng hiệu quả. Để đầu xịt, cách vùng da cần dưỡng ẩm 20-30cm. Chỉ cần xịt từ 1 đến 2 lần xịt. Khi nào cảm thấy cả khuôn mặt đã ẩm đều là được. Sau khi xịt nên để mặt khô tự nhiên, không nên dùng tay vỗ. Cảm nhận xịt khoáng Evernudum. Sản phẩm là một trong những xịt khoáng bình dân đáng sử dụng nhất trong thời điểm hiện tại. Với một chai dung tích 400ml, bạn có thể sử dụng đến 3 tháng. Nếu trước đây bạn cảm thấy ngứa, khó chịu do da khô, thì với sự giúp đỡ của sản phẩm, tình trạng trên sẽ được chấm dứt hoàn toàn. Nhìn chung, sản phẩm có bao bì đơn giản, nhãn minh họa tinh tế và dễ thương. Vòi xịt của sản phẩm là loại phổ rộng, vì vậy giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc da. Ngoài ra tinh chất ẩm cũng được phân bố đều hơn. Ngoài dưỡng ẩm, xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer còn hỗ trợ định hình lớp trang điểm. Nhờ vậy bạn có một lớp make up đồng nhất hơn và bám da tốt hơn. Tổng kết. Nhìn chung, xịt khoáng pháp Evernudum Herbal Atomizer là một lựa chọn hợp túi tiền cho đối tượng sinh viên và người có thu nhập từ 5 triệu đồng. Sản phẩm có thể sử dụng với mục đích là lớp xịt hóa trang điểm, giúp layout của bạn trở nên đẹp và rạng rỡ hơn.